Bé Cún hôm bữa bị xe tông ở dưới gần ngã tư An Sương và cầu vượt Tham Lương ở chính giữa đó. Ở ngay cái chỗ mà có cái chạy hòm là bé chạy vô xe một cái bạn gái. Hôm nay là bé đã làm quen với Ti rồi. Giờ để Ti tháo xích cho con nha. Để con ra chơi với các bạn khác. Đây, Ti đã tháo xích cho con rồi. Đó, con chạy ra chơi đi, con quen rồi, thương nè. Từ bữa đến giờ về nhà là con uống thuốc kháng sinh nè, con ăn ngoan giỏi. Hôm nay là thật sự con đã quen với Ti rồi nên thả con luôn, cho con ra chơi bạn. Đi, đi ra đây. Ra đây bé. Ra đây. À, con còn ngại hả? Con còn ngại ngùng hả? À, rất là đẹp gái nha. Thật sự là Ti không biết có bạn nào bị lạc con hay không. Thôi Ti đăng lên đây mọi người có chia sẻ để cho chủ nhìn thấy bé thì đón bé về. Đẹp lắm, bé đẹp lắm, hôm bữa bị xe tông á tụng chết á.